chân ngoãn chờ ở với channel của mình Rock Bảo đây. Thì ở video này thì mình sẽ giới thiệu một con game NFT có tên là rayarena.io. Con game này thuộc cái loại là RGB các bạn. Thì bạn đây bạn đọc ở trên web nha, ở đây là xem video cách chơi. Thì mình sẽ vô trong, hiện tại nó có một cái chương trình đó là cuộc thi gọi là test net các bạn, test trò chơi. Beta V2 chúng ta sẽ được thưởng là 2.500 đô. Thì nhiệm vụ của bạn là bạn chỉ cần làm theo mình thôi nha. Rồi, thứ nhất á là bạn phải điền vào mẫu nè. Mẫu này như này, như là điền Telegram bạn nè, Twitter, Telegram, cái này là bắt hòa gọi là Discord các bạn, dịch tiếng Việt là biết Discord. Sau đó chúng ta nhập cái địa chỉ bet20 để chúng ta chơi vô, nhớ là các bạn phải thêm mạng cách nét nha. Đây nhưng mà cách nét nè, bạn có thể lên Google bạn gõ, hoặc là có thể bạn có thể lên đây nè, nó hướng dẫn bạn luôn nè, hướng dẫn cách nét nè, thấy không, thêm mạng nè. Nếu bạn mà chưa có BNB cách nét này, bạn vô cái vòi này bạn nhận. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết bạn chút xíu nha. Thì mình sẽ đi từng phần dưới đi. Là tham gia kênh thế giới của thằng Ray nè, tin tức nè, Twitter nè, Discord nè. Đấy đó, bạn cần thêm nhóm. Rồi thêm vô. Rồi đây bạn follow một cái, vô Discord bạn chấp nhận một cái. Đấy, mình sẽ lên đầy đủ cho nãy chưa. Đấy, bạn chỉ cần join vô là xong. Là xong rồi đó. Rồi mình sẽ thoát nha. Đi từng phần sau rồi. Nhớ này, cái này xíu mình đi sao chút xíu rồi. Tới bước thứ hai, cái bước đầu tiên là bạn phải thêm cái địa chỉ gọi là cái contract của cái thằng token TBRT này. Thì contract thì mình sẽ show cho bạn xem luôn. Contract này contract testnet. Đây. Mình được bên đây cho 20.000 để mình 200.000 để mình test, mình làm video các bạn. Này cái này cũng không quan trọng, đây là testnet mà. Chứ cái này mà nó cho mà manet thì mình bán lượm tiền luôn các bạn. À, chỉ cái token đây, cái contract cái token đây. Thì mình để phía video cho các bạn thêm vô nha. Đấy. Thì dịch tiếng Việt nó dễ hiểu cho bạn dễ hiểu nè. Thì đây đâu cần dịch đâu đúng không? Có hết trơn rồi. Rồi. Tới cái phần thêm testnet và ví của bạn á. Thì này bạn click vào đây nè. Ở đây xin, bạn chỉ cần copy này thôi. Bạn click vào mình sẽ làm luôn. Chi tiết cho chút xíu nha, nếu bạn nào mà mới không hiểu click vào cái phần này thêm mạng. Đấy, nhấp vào chữ thêm thủ công nè, tên mạng nè, tên mạng nè, ok chưa, website nè, không phải lời nè, là lấy lại này, bạn cứ theo thứ tự đó các bạn, gen nè, 97 network 97 bc nè, ha, thêm vào đây rồi nhấp chữ lưu là thành công, lưu xong mình sẽ giống vậy nè, smart gen testnet. Đấy. Rồi sau đó là bạn phải chơi cái này thì bạn phải cần có gọi là BNB. Thì BNB đâu, BNB đang giữ testnet void nè, đúng không? Đây nhấp chữ tôi là con người, mình chỉ cần đơn giản là bạn copy cái ví mình nè, mình nhận được một BNB nè, copy cái địa chỉ ví của mình đó, sau đó bạn xác minh gọi là đây captcha để bạn phân biệt bạn là con người các bạn. Đấy, chỉ cần nhấn chữ ví vô đây, nhấn vào chữ nhận 0.1 BNB đó, tên mình nhận rồi, mình 2 tiếng nữa mình mới nhận được nữa, nhận thành công nó sẽ tự cộng vô ví thôi. Đấy, đây là chi tiết rồi đó, sử dụng TBRT. Mình không biết là cái này không biết bạn có được nhận hay không, cái này mình là test thôi, mình được nhận phi các bạn, mình để mình hỏi coi có nhận được hay không. Đó, mình dùng TBRT này và BNB để đúc một cái NFT. Thì mình sẽ làm lại, bạn click vào chữ chơi lên đây, click vào chữ bắt đầu chơi ha. Chơi xong rồi chúng ta kết nối ví, mình sẽ rồi nhấp kết nối ví là xong. Cái kết nối ví này sẽ vô giống vậy mà mình làm luôn, làm chi tiết lại luôn đi chứ chi tiết chút xíu mà làm chi tiết mà đúng không, rồi có gì kết nối nè. Rồi mình sẽ lắp lại khác, thì bạn mới vô mà giống như mình á, nhấp chữ connect. Đấy, hiện MetaMask hoặc wallet connect, nhấp chữ MetaMask thôi, nhớ là mạng testnet nha. Rồi địa chỉ này, địa chỉ nào thì chọn đúng địa chỉ đó, địa chỉ mình là địa chỉ này. Rồi kết nối ha, đơn giản như thế vô đó. Thì ở đây thì nó sẽ có nhiều phần, thì như là phần home, phần dojo, này là cái nhà này biết làm để tăng gọi là mình dịch tiếng Việt nha, mà đang nâng cấp nhẹ lên thì mình sẽ được thưởng nè, kinh nghiệm mỗi ngày cho sĩ nè, HP cho chiến sĩ nè, chiến đấu nè, tấn công nè, vân vân, thưởng là khá là nhiều. Đấy, ở đây phần Baccarat này là cái gì đây, đây chắc là cái túi của mình các bạn. Arena là bạn vô bạn chơi nè, khi mà bạn phải có NFT thì bạn vô chơi được. NFT thì bạn chút xíu mình nhận cách min nha, vote, static, market nè, market đây là chợ đó, game ra chợ đó thì bạn có thể là bạn mua. Đấy,
Rồi bây giờ mình chuyển thêm cái chữ min nft nha. Rồi cái chữ chấp nhận này thì 42% thì nó ra cái này là gọi là cục màu đỏ là quý nhất, đúng không? Cái này giống như gọi là common rare hả ta, không common uncommon rare epic legend và limited, đấy nó giống vậy. Chấp nhận nha. Đó thì nó kêu bạn đặt cái đặt giới hạn chi tiêu, mình đặt số 1 đi trước đi, thì mình để mình gọi là phê duyệt nó một cái để chúng ta mới mua được nha, để nó đồng ý cái đó. Đó là đó gọi là xác thực, đó xác thực các bạn, hãy thực hiện lên mở mua 1 hay 3. Thì hiện tại thì mình có khá là nhiều, bây giờ mình sẽ chơi 3 luôn nha. Hiện tại gặp cái lỗi là cái lỗi phí nó khá là cao các bạn. Đấy. Nó không cho giao dịch đây nè. Thì mình có dư BNB rồi. Rồi, chơi luôn. Phí cái ước tính. Nhớ đây chỉ là test thôi, nó bị lỗi nên mạng nó cũng mới cao chứ mà chính thức thì phí vậy thôi, chơi lần hoàng nữa. Vậy nó không thành công đâu mạng không? Nó đang bị lỗi cái gì đó. Các bạn, mình mua thử nha, mình mua thử một con nha bạn. Nghe mẹ nhìn nó đã ok rồi bạn. Còn mong được đó thành công bạn, mình được một NFT nè, NFT cục tím nha, tím là khá là may mắn, mình sẽ mở thêm vài con nữa nha. Tím là 75% cục tím, con này là con xịn đấy, mình sẽ mở X3 nha. Thì bạn nào cần á thì mình sẽ cho, mình liên hệ mình sẽ cho cái đồng BRT để bạn, mình có 200.000 mở con có tốn ngàn mấy à, chưa bay. Này mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, nó đang bị lỗi các bạn, mình chỉ bạn nè, thấy bạn chưa đánh nét không? Mà rồi bạn cần lót lại cho mình cái. Rồi sau đó mình minh NFT nè, bạn cấp nó ví đi. Rồi minh NFT. Bây giờ mình sẽ thoát ra từ đầu, các bạn thoát giống như mình nè, bạn hủy cái nói giống giống như nãy đi. Rồi hủy cái nói. Cái này thì mình cũng mới thôi, mình sẽ hướng dẫn lại các bạn từ đầu á, từ hướng dẫn làm sao cho bạn dễ hiểu nhất có thể nha. Rồi. Đã phải lót là một cái đây, connect cho mình. Đấy, làm lại đúng như mình nha, tại vì mình đã mới phát hiện ra, tại vì ở đây là không có ai chỉ bằng đâu, chỉ có mình thôi, mình ở đây mình nghiên cứu, mình chỉ cho bạn. Đấy, nick min ft. Bây giờ hồi nãy á thì ở đây nó sẽ có cái chữ approve nha bạn, approve ở đây thì nó cho bạn mỗi lần thực hiện là bạn chỉ sử dụng đúng bao nhiêu đó thôi, thì nó cho giao dịch. Đấy thì bạn nhập vô là 20.000, nhập x3 đi đó, mình nhập vô chi tiêu tối thiểu một lần 20.000, cái này nó mới có 4.500 thôi, nó khá ít cho nên vẫn giao dịch được, nó chưa bay nha. Thì bạn sẽ tốn thêm 0.24 BNB nữa. Đây, thì BNB chùa bạn, đất nát bao nhiêu mà nhận thoải mái. Rồi. Đấy. Đấy, ok chưa? Đó. Mình được 4 NFT rồi. Bấm thử coi thử nó tốn là cái đồng token là nó tốn cái gì này. Đây, tốn đồng token nha, mình còn rất khá là nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đánh nha. Nhấp vô chữ ví nè, đây là mai NFT của tôi, bạn có thể bán bằng chain đó. Chain đây là cái gì ta? Chain là nâng cấp đó hả? Mình nâng cấp thử nha. Chain đây. Cho nè, à là trong ví của bạn không đủ BRT. Thì trước tiên mình sẽ đi đánh trước nha bạn. Thì bạn sẽ coi đây nó làm theo cái gì nè. Chiến đấu. À, chiến đấu. Bước tiếp theo là nạp tiền vào trò chơi. Thì nạp tiền vào, nhấp vô chữ mà cao, ở đây nó sẽ có cái deposit. Thì mình nạp vô 0.1 đi. Rồi mình nạp ở đây, mình nạp khoảng tầm 5.000, 5 thôi, 20.000 đi. Approve. Game nó đang ở đỡ trình độ là nó vẫn còn lỗi nha bạn, nó chưa có hoàn chỉnh lắm. Đấy. Không vậy thì đồng ý nè. Cái sàm không? Đấy. 10.000. Đấy, ok đó. Rồi, mình sẽ nạp vô, mình sẽ nâng cấp. Rồi, ok chưa, mà mình sẽ đi nâng cấp con nạp tê mình nha, để mình đi quýnh cho nó mạnh nha. Rồi, nhấp cho mình nè, mình nạp tê nè. Thì hai con, ây da, ở đây rồi. Hai con này là hai con xịn nhất. Stamina nè, đam to đấy không? Mày thấy cái trình chênh lệch giữa cái thằng Uncommon với con Abyss này nó khác biệt đúng không? Đó, nhân viên chain mình sẽ tốn nè, okay. Tăng level cho nó đó, ok, tăng được con nửa level rồi, mình sẽ đi thử nha, mình đi giải đi arena đi ha. Rồi nhấp chữ enter thì mình có nhóm arena crypto các bạn,
tham gia nhóm này để mình cập nhật game. Hiện tại anh em đang chơi trò John Wick nè, Go Sleep để kiếm tiền ngủ cũng hay kiếm tiền được các bạn. Rồi, nhắc lại. Rồi, mình chữ Enter. Rồi, hôm nay được nạp tên vô. Hiện tại là mình hai cái nạp tên đó mình cho đi ngủ rồi bạn. Bây giờ mình sẽ mở một cái này đi. Cái này mình cũng phải gọi là mở chùa lắm bạn. Khá là phê nha, mở nó khá là phê. Rồi, tiếp tục. Rồi. Chứ cái này mà Manet mở cái tiền là chưa nói bạn. Trời ơi, lần nhân phẩm nó xui kìa. Mở ra cục bắp này nè, thấy không? Rồi, đi chơi luôn. Rồi, nhấn Enter. Enter. Rồi, sẽ đưa các bạn còn hai con mạnh của mình cho đi ngủ các bạn. Rồi, đánh nha. Đó, thì bạn sẽ đánh với con quái này thì chắc chắn là hơn, là máu mình ba con này đủ hơn các bạn nhé, chị Lay. Thì hai bên sẽ đánh nhau thôi. Nó khá là lớn nha. Đấy, cho tự đánh vậy thôi. Đơn giản quá phải không? Rồi, bạn muốn nhanh nhanh thì bật tốc độ lên. Ba lên. Rồi, hoặc là chúng ta sẽ skip. Đó. Nó khi thắng thì chúng ta sẽ được thưởng nè, 0,0025 BUSD. Đây là BUSD hoặc là BNB nha. Mình nghĩ là nó là BNB chứ đúng không? BNB. Và 188 đồng BRT. Đó. Rồi, đó là đi một ải level rồi. Bạn có thể đi ải cao hơn level 2. Còn mình chưa Dojo, Dojo này chúng ta update lên bạn, update để chúng ta bạn phải càng là một bài bạn update để thứ nhất là để tăng cái này bonus chúng ta lên nè. Bây giờ mình sẽ tua nha, mình gọi là mình tua cho nó nhanh đi để mình đi tới ải chính, có đi tới ải chính nha, chiến đấu chính ải nè, đúng không? Huấn luyện nè, tê có đường hiếm hơn nhận con vật thì mình xíu mình sẽ làm sao, mình sẽ làm chi tiết trong video này luôn. Thế mình đi ải một khá là nhanh bạn, game này nó có cái tua bạn, nó khá là tiện nha. Thằng kia nó đi ải nó lên được level nè, đúng không? Cái tua ẩn nha nè, trong chưa lay trong chưa tua cấp tốc là một ngày đi đánh được có 5 lần các bạn. Thêm cái này game chính thức là mình sẽ nạp thêm thử nha, nạp thêm thử mình nâng cấp lên cái nhà dojo này để tăng gọi là cái nhà tăng thử nha. Đó, mình sẽ nạp thêm khoảng tầm 0.2, mình nạp vô 0.2 rồi. Bây giờ mình sẽ nâng cấp nhà dojo nhất nha, chi trả. Đấy, ở đây nó sẽ có khu 1 và khu 3. Mà mấy khu này nó làm cái gì? Cái có sẵn là sao ta? Chưa, mình chưa hiểu lắm về cái vấn đề này. Thì từ từ bạn mới chơi bạn mới hiểu được nha. Giờ mình tiếp tục mình min update cho bạn, mình hợp nhất luôn cũng được. Mình hợp nhất đi bạn. Mình lựa chọn con trắng thì hợp với con trắng thì mình sẽ làm thêm vài cái nạp T nữa thì mình nó hên nha. Cũng mình cũng thích cảm giác này lắm. Nếu mà Manet tiền đâu mà làm các bạn. Này chơi cho gọi là test test thì làm được thôi chứ Manet chứ không được đâu. Mình hey, nhấn cụ bắp nha. Rồi chúng ta đi cái bậc hợp nhất nha. Đấy, hợp nhất là những con trắng, hợp nhất con trắng, con xanh, con trắng, con xanh. Rồi, luôn cả hợp nhất thì chắc lên được, lên gọi là nó lên cấp các bạn. Giống như ba con common thì nó lên uncommon, giống vậy. Chúng ta min thử nha. Rồi chúng ta hợp nhất thử coi xem sao nha. Đấy, đấy, thấy chưa? Thì hai uncommon sẽ lên được một con, không, hai con common thì sẽ lên được một con uncommon. Đấy, thì mình mới hiểu sơ sơ cho bạn, hiểu rồi, bây giờ mình vô bên trên. Nè, tiếp tục chơi tiếp nha. Thì bạn có thể bán nè, giờ mình sẽ bán lên chợ thử, bạn có thể bán để tên như vậy bán thử nè. Đấy, đặt giá như là 0.15 đúng không, mình diệt thử nha. Bán đâu phải vậy thôi, mình bán giá thì con này tím nhất cũng không phải 8 đồ, giá gì mới đúng các bạn. Chị trời, 0.8, ok, bán giá này mà được, thì biết thì phải như vậy. Phí, một chút xíu phí nè. Rồi. Rồi bạn, mình bán thành công rồi đó bạn. Rồi, bây giờ tới cái phần tham gia cái event này mình đã nói đầu rồi bạn. Là này, thứ nhất nè, Telegram. Thứ hai là Twitter. Thứ ba là Discord. Sau đó bạn click và bạn dán cái địa chỉ ví của bạn vào đây. Bây giờ mình sẽ làm thử luôn cho bạn xem. Rồi nha. Thì địa chỉ ví của mình đây. Dán cái ví vào đây. Discord. Dán cái Telegram vào đây. Bạn sao chép Discord vô đây. Rồi, bạn dán Twitter đây. Đấy. Rồi bạn, mình đã đăng máy thành công nè. Thì con game này tóm tắt lại thì nó giống như một số game khác thôi. Thứ nhất là bỏ tiền ra min NFT hoặc lên chợ bạn mua. Sau đó đem NFT chúng ta đi quýnh. Thì một NFT thì có 5 năng lượng. Thì khi chúng ta chơi á, thì cái reward, cái phần thưởng
trong game á là một không phải là BUSD mà nó là BNB và có đồng token. Thì bạn nhấp chữ home nè. Khi bạn chơi thì bạn sẽ có được thưởng thôi. Đây. Thì mình muốn mới mấy trận mình được thưởng 0.01 BNB nè. Và 1206 cái đồng BRT này quy ra là bằng 0.05. Đấy. Đơn giản vậy thôi. Rồi tham gia chương trình Europe này bạn. Đây. Bạn chỉ cần thôi nha. Dịch cho nhiều nha. Đấy, bạn chỉ cần làm đủ hết điều kiện ở đây, rồi sau đó bạn cung cấp như là Telegram, Twitter, Discord, địa chỉ ví, sau đó bạn click vào đây, bạn chơi trò nè. Nó hỏi bạn bạn có đang chơi trò game nào không thì bạn có thể điền hiện tại game NFT mà bạn đang chơi. Sau đó bạn muốn tham gia không? Đây là gọi là tham gia, bạn bỏ tiền bạn mua cái token của nó, bạn muốn hay không? Thì do thì bạn muốn thì bạn mua, không muốn thì thôi. Đấy. Bạn đăng ký thôi chưa chắc là mua được. Đó, bạn có phải là thành viên của ban hội không? Thì bạn có thì bạn hỏi là rui đó bạn, bạn có thì nhấp có mà không thì nó không. Làm sao biết tới họ thì bạn YouTube. Đây, YouTube đây. Ok, là xong đơn giản. Như là chúng ta đợi kết quả các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem, các bạn video này hay, quýt. Thì hãy cho mình muốn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem, bye bye.